Thưa quý vị, sau đây là phần tin Việt Nam. Theo kết quả của cuộc lấy phiếu tín nhiệm của tỉnh Vĩnh Phúc mới đây, Chủ tịch của tỉnh này là ông Lê Duy Thành đã nhận được kết quả rất xấu, đó là ông ta nhận được tới 53.19% số phiếu tín nhiệm thấp. Khi trả lời báo chí của chính phủ thì ông ta cho rằng số phiếu tín nhiệm thấp mà ông ta nhận được là điều bất thường. Ông Vũ Minh Trí, cấp bậc Trung tá nhận định như sau. Tôi nhận thấy cứ theo quy định, theo luật pháp mà làm, chứ còn mọi sự biện minh thì nếu là người thật sự có lòng tự trọng, người ta không phải nhiều lời. Tự bản thân mình đưa ra mức tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp thì đó là chuyện nực cười. Bởi vì thông thường đã gọi là bỏ phiếu tín nhiệm thì chỉ nên có hai mức là tín nhiệm hoặc là không được tín nhiệm. Nhưng có được cái này còn hơn là không bỏ phiếu tín nhiệm tuy đặt ra ba mức rất nực cười, thế nhưng việc thực hiện còn hơn là không thực hiện gì. Nhiều tờ báo của nhà nước Cộng sản Việt Nam lại cho rằng cần phải làm rõ điều bất thường hay là bình thường trong việc chủ tịch của tỉnh Vĩnh Phúc nhận được hơn 50% số phiếu tín nhiệm thấp. Quốc hội Cộng sản Việt Nam hồi tháng 6 năm 2023 đã thông qua nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc là phê chuẩn. Theo nghị quyết này thì người được lấy phiếu hoặc bỏ phiếu tín nhiệm mà kết quả tín nhiệm đạt thấp có thể phải xin từ chức hoặc Quốc hội cũng như là Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện sẽ tổ chức bỏ phiếu miễn nhiệm. Ý kiến thứ nhì, theo nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già cho biết như sau, trong tiếng Việt chỉ có tín nhiệm và bất tín nhiệm mà thôi không có kiểu tín nhiệm cao hay là tín nhiệm trung bình cũng như là tín nhiệm thấp gì cả ông nói tiếp như sau chính vì đảng cộng sản việt nam chia ra ba mức cao trung bình và thấp như thế là đã đẩy ông chủ tịch của tỉnh vĩnh phúc vào tình thế trớ treo và nghịch lý chính ông ta cũng bất ngờ khi nhận được kết quả như vừa kể trên con trai út cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục lãnh đạo sinh viên Việt Nam. Ông Nguyễn Minh Triết, con trai út của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bị xem là có nhiều tài tiếng của Việt Nam, đã được lựa chọn để tiếp tục làm chủ tịch hội sinh viên Việt Nam dù đã quá tuổi sinh viên từ lâu tại một hội nghị có tên Đại hội sinh viên toàn quốc. Ông Triết năm nay 35 tuổi là con trai út trong số 3 anh em. Cũng giống như người anh cả Nguyễn Thanh Nghị. Ông được cho là có bằng tiến sĩ sau thời gian đi du học ở Anh. Ngoài ra ông còn có bằng cao cấp lý luận chính trị của Đảng Cộng sản. Ông Triết được hiệp thương làm vị trí này tại Đại hội Sinh viên toàn quốc lần thứ 11. Ông sẽ giữ vai trò này đến năm 2028, tức là đến khi ông 40 tuổi. Ông Triết lần đầu tiên lên làm chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam hồi cuối năm 2021 vào giữa nhiệm kỳ của hội và giữ chức cho đến năm kỳ đại hội vào năm 2023. Ngoài ra, ông cũng là một trong các bí thư trung ương đoàn, cơ quan kiểm soát chính trị của đảng Cộng sản đối với giới trẻ Việt Nam và là nơi bồi dưỡng nguồn lãnh đạo dự bị của đảng Cộng sản. Một ví dụ điển hình là đương kim chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Người anh lớn của ông Triết là ông Nguyễn Thanh Nghị, năm nay 47 tuổi, hiện là bộ trưởng bộ xây dựng sau thời gian làm bí thư tỉnh Kiên Giang, quê nhà của ông Nguyễn Tấn Dũng. Còn người chị gái của ông Triết là bà Nguyễn Thanh Phượng, 43 tuổi, từng là chủ tịch ngân hàng Bản Việt. Ông Nguyễn Tấn Dũng là cựu Thủ tướng Việt Nam hai nhiệm kỳ từ năm 2006 đến 2016. Dưới nhiệm kỳ của ông, nền kinh tế Việt Nam trao đảo với tình trạng lạm phát tăng cao, các tập đoàn nhà nước thua lỗ trầm trọng và tình trạng tham nhũng tràn lan. Giới hữu trách tại Việt Nam bắt giữ một phụ nữ tại Đà Nẵng vì buôn người sang Dubai. Công an tại Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Huỳnh Thị Ngọc Lê, 32 tuổi, là cư dân của Đà Nẵng về hành vi buôn người. Trong cuộc điều tra vào năm 2022 cho tới nay, bà Huỳnh Thị Ngọc Lê làm công việc môi giới, cố vấn xuất cảnh lao động tại quận Liên Chiểu. Qua người khác giới thiệu, Huỳnh Thị Ngọc Lê làm quen với một phụ nữ tên là Hát, quê ở Hà Tĩnh, hiện nay đang sinh sống tại tiểu vương quốc Dubai và được người này cho biết rằng họ đang cần tuyển các công nhân từ Việt Nam sang Dubai để làm việc với mức lương cao. Hai người này đồng ý với nhau, bà Huỳnh Thị Ngọc Lê tại Việt Nam được giao nhiệm vụ đăng tải thông tin, quảng cáo, cố vấn cũng như nhận hồ sơ và nhận tiền từ những người muốn đi ra nước ngoài tại Việt Nam, sau đó gợi cho bà hát bên Dubai. Kế đến, bà Hát ở bên Dubai sẽ phụ trách nhiệm vụ làm visa và đón tiếp những người từ Việt Nam sang. Điều kiện đưa ra là bà Hát ở bên Dubai thu của bà Huỳnh Ngọc Lê 1.000 Mỹ Kim cho mỗi người bán được. Tại Việt Nam thì bà Huỳnh Thị Thu Lê thu được bao nhiêu tiền của những người này thì không biết, miễn sao đưa cho bà Hát 1.000 Mỹ Kim. Sau khi đồng ý với nhau thì bà Huỳnh Thị Ngọc Lê thông báo tuyển dụng lao động. Sau đó, bà này đã đưa 5 người xuất cảnh đi Dubai qua phi trường nội bài ở Hà Nội. Khi đến Dubai, 5 người nói trên được bà Hát tiếp đón và đưa đến một công ty do người Trung cộng làm chủ để làm việc. Tại đây, các nạn nhân người Việt Nam bị cưỡng bức lao động và bị ép làm công việc lừa đảo qua mạng internet khi phát hiện công việc không đúng như cam kết thì các nạn nhân người việt nam này và gia đình của họ liên tục đòi bà huỳnh thị ngọc lê đưa về nước thế nhưng bà này không thực hiện từ đơn tố cáo của nhiều nạn nhân cơ quan công an đà nẵng đã mở cuộc điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án cấm bị can không được đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục mở rộng cuộc điều tra Phó hiệu trưởng trường bị tố xài bằng chưa được công nhận, trường đại học nói gì? Sau khi có thông tin một nhóm giảng viên tố trường đại học Văn Hiến bổ nhiệm ông Trần Anh Dũng vào vị trí lãnh đạo trường và khoa nhưng không kiểm định bằng tiến sĩ của ông Dũng, phóng viên báo Thanh niên có cuộc trao đổi với ông Trần Minh Hậu, giám đốc điều hành trường đại học Văn Hiến. Ông Trần Minh Hậu cho biết ông Trần Anh Dũng được bổ nhiệm vị trí trưởng khoa Kinh tế quản trị từ tháng 7 năm 2021. Sau đó trường tiếp tục bổ nhiệm vị trí phó hiệu trưởng thường trực và ông Dũng hiện đang kiêm nhiệm hai chức vụ. Theo lãnh đạo trường, trước khi bổ nhiệm ông Dũng làm trưởng khoa, nhà trường cũng đã kiểm tra bằng tiến sĩ của ông Dũng. Ông Dũng đã nộp đầy đủ hồ sơ về bằng cấp, bao gồm phiếu điểm học tiến sĩ các học kỳ, thẻ cư trú trong thời gian học tiến sĩ hơn 3 năm ở Philippines. Cúng kỷ yếu tiến sĩ của trường đại học Saint Mary có tên ông Dũng. Thông tin từ trường Đại học Văn Hiến cho thấy năm 2009, ông Dũng ghi danh chương trình nghiên cứu sinh vào trường Đại học Saint Mary. Tháng 7 năm 2010 bắt đầu học và đến tháng 8 năm 2013 bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Theo điều tra, chúng tôi được biết luận án này cũng đã được thẩm định và đưa vào trung tâm học liệu của trường và quốc gia. Lãnh đạo trường Văn Hiến cho hay, chúng tôi cũng đã tìm hiểu rất kỹ về quá trình học tập và làm việc của ông Dũng trước đó, đồng thời tra cứu tên trường St. Mary tại trung tâm công nhận văn bằng, cơ quan quản lý chất lượng của Bộ Giáo dục Việt Nam, tra cứu các thông tin về trường này tại hệ thống giáo dục của Philippines. Kết quả là tên trường nằm trong danh sách các trường được Bộ Giáo dục Việt Nam công nhận. Chương trình đào tạo tiến sĩ ngành thương mại của trường này cũng đã được chính phủ Philippines cho phép đào tạo và được kiểm định theo cơ quan kiểm định các trường đại học cao đẳng cấp quốc gia của Philippines. Ông Trần Minh Hậu chia sẻ. Một phụ nữ trẻ tại tỉnh Đồng Tháp giận dòng đã để đứa con mới sinh được 14 ngày vào một chiếc thùng nhựa rồi thả trôi sông một phụ nữ 23 tuổi ở tỉnh Đồng Tháp do giận chồng cho nên cô ta đã bỏ đứa con trai mới sinh được 2 tuần vào một chiếc thùng nhựa rồi đem thả trôi sông. Rất thương tâm là bé trai này đã tử vong. Giờ hưu trách tại đây đang điều tra về vụ một bé trai mới sinh được khoảng 2 tuần tử vong. Tình nghi là do mẹ ruột của đứa bé giết chết vào tối 19 tháng 12 vừa qua tại thành phố Cao Lãnh. Tin ban đầu cho hay, Gia đình của cô Nguyễn Thị Thùy cho biết rằng bé con trai của cô ta mới sinh được 2 tuần, đang ngủ trên võng tại nhà, bỗng dưng bị mất tích nhưng không rõ nguyên nhân. Ngay sau khi tiếp nhận được tin báo thì giới hữu trách đã vào cuộc xác minh và tìm kiếm đứa bé. Đến sáng ngày 20 tháng 12 thì giới hữu trách tại đây phát hiện dưới sông phía sau nhà của cô Nguyễn Thị Thùy có một chiếc thùng nhựa Bên trong có một bé trai, chính là con trai của cô này, thế nhưng đứa bé không may đã tử vong. Từ căn cứ kết quả kiểm tra tại chỗ, thì cô Nguyễn Thị Thùy khai rằng cô ta đã giết con của mình. Lý do là cô ta giận chồng, nên cô đã đem đứa con trai mới sanh được 2 tuần, bỏ vào chiếc thùng nhựa, rồi mang đi bỏ dưới sông ở phía sau nhà. Để che giấu hành vi phạm tội, thì cô ta nói với người thân trong gia đình rằng đứa bé đã bị bắt cóc nhiều đối tượng giả mạo đối tác việt nam airlines tặng quà để lừa đảo theo báo giới trong nước loan tin thời gian vừa qua hành vi giả mạo là đối tác của việt nam airlines để tặng quà cho khách hàng đang diễn ra ngày càng nhiều mặc dù các hiện tượng lừa đảo online để chiếm đoạt tài sản theo hình thức này không còn mới nhưng việc sử dụng chiêu trò cũ dưới mát hãng hàng không vẫn không ngừng tiếp diễn để gài bẫy những khách hàng cả tin lợi dụng lòng tin của khách hàng vào Vietnam Airlines, các đối tượng tạo nhóm chat từ danh sách số điện thoại có sẵn hoặc tham gia vào các hội nhóm trên Zalo, Viber, Facebook và mạo danh là đối tác của Vietnam Airlines để mời khách hàng tăng tương tác trên các mạng xã hội cùng với thỏa thuận trả hoa hồng theo từng nhiệm vụ được giao. Người tham gia sẽ phải kết bạn với đối tượng giả mạo để nhận phần thưởng. Các đối tượng này còn yêu cầu gửi hình ảnh để nhận tiền để tạo niềm tin, tiếp tục lừa đảo các nhóm khách mới và sử dụng chiêu trò giới hạn thời gian kích thích người tham gia phải hành động tức thời. Những nhiệm vụ này là tiền đề để các đối tượng đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP và mục đích cuối cùng là chiếm đoạt tài sản. Đại diện Việt Nam Airlines khẳng định không tổ chức hay phối hợp tổ chức các chương trình trả hoa hồng cho cá nhân để tăng lượng tương tác của hãng dưới mọi hình thức. Để bảo vệ bản thân khỏi những hành vi lừa đảo này, khách hàng nên tìm hiểu kỹ thông tin về các cuộc thi, sự kiện trước khi tham gia và không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người khác và đó là những bản tin Việt Nam. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một số cơ sở thương mại trước khi quay trở lại cùng phần tin địa phương.